Xin chào quý vị và các bạn. Đây là mẫu xe Toyota Hilux đời 2019, số sàn hai cầu. Mẫu xe này là xe mới 100% quý vị ha. Nhưng mà trong quá trình mà đi đăng kiểm xe, trong quá trình nhập khẩu để kiểm định mà những dòng xe nhập khẩu thì xe này nó bị một vết trầy xước nhỏ, thì Toyota tiến hành thanh lý mẫu xe này để chuyển qua dạng xe đã qua sử dụng. Nhưng thực chất xe này là xe mới 100% quý vị ha. Xe này thì hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 680 triệu đồng cho mẫu xe mới 100%. Xe này thì số km trên xe là khoảng cỡ 10 km ạ. Và quý vị có thể cùng nhau xem xét cái mẫu xe này. Nếu quý vị nào đang có nhu cầu về dòng xe bán tải này thì quý vị có thể lựa chọn mẫu xe này. Mẫu này thì so với phiên bản xe mới thì rẻ hơn 100 triệu quý vị nhé. Đây. Đây là chi tiết. Ở phía bên này thì y như xe mới thôi ạ, không khác gì hết ạ. Quý vị nè, đây là mẫu bán tải hai cầu quý vị nhé. Và đời 2019 này thì trên cơ chế là gài cầu điện. Nếu quý vị nào mà đi thành phố thì quý vị sẽ chọn một cầu thôi, còn nếu mà đi đường khó đi hay là rẫy thì quý vị sẽ chọn mẫu hai cầu. Đây, như tôi nói có vết trầy nhỏ ngay chỗ nắp bình xăng đây ạ. Thì xe này bán theo dạng xe đã qua sử dụng mà là xe mới 100% quý vị nhé. Đây, chúng ta phải vào bên trong coi như thế nào. Đây quý vị ha, số sàn hai cầu đây, như nguyên bản hết ạ. Đây bản tắp lô thì y như vậy thôi. Đây quý vị có thể quan sát cái số km này, 10 km quý vị nhé. Nếu quý vị nào đang có nhu cầu về mẫu xe này thì quý vị có thể mua mẫu xe này. Cái chi phí quý vị bỏ ra so với mẫu xe mới nguyên bản á, thì nó rẻ hơn rất là nhiều đó ạ. 680 dành cho mẫu xe Toyota Hilux số sàn hai cầu quý vị nhé. Xe mới 100% đời 2019. Quý vị có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị về mẫu xe này quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.